Xin chào các bạn. Ở video kỳ trước, Tamaster đã chia sẻ đến các bạn những thông tin bổ ích về quy trình và hệ kiểm MicroPipet mới nhất. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về hệ thống hiệu chuẩn thiết bị đo độ rọi của lĩnh vực quang học. Chúng ta rất dễ nhầm lẫn giữa thiết bị đo ánh sáng, độ rọi và độ chói. Thiết bị đo ánh sáng chỉ là tên gọi chung cho các thiết bị đo độ rọi và độ chói. Độ chói được ký hiệu chữ L với đơn vị candela trên mét vuông là đại lượng đặc trưng cho khả năng gây chói của một nguồn sáng hoặc vật phản xạ. Độ rọi được ký hiệu chữ E với đơn vị lux là mật độ quang thông trên một diện tích bề mặt, đặc trưng cho bề mặt được chiếu sáng. Độ rọi là một trong những thông số rất quan trọng nhằm đảm bảo độ chiếu sáng nơi làm việc cũng như hoạt động khác. Theo tiêu chuẩn Việt Nam 7144-1, độ chiếu sáng trong gia đình dao động từ 200 đến 500 lux tùy khu vực. Đối với gia công chi tiết là từ 300 đến 750 lux. Công đoạn kiểm tra chất lượng cần 1000 lux. Chế tạo đá quý cần tối thiểu 1500 lux. Để đảm bảo các yêu cầu độ chiếu sáng như vậy, người ta sử dụng thiết bị đo độ rọi để kiểm tra, sau đó tiến hành thiết lập bố trí hệ thống chiếu sáng cho phù hợp. Tất nhiên, các thiết bị đo độ rọi này cần đáp ứng tiêu chuẩn nhất định về mặt kỹ thuật, đặc biệt là được kiểm tra hiệu chuẩn định kỳ. Tôi là Hoàng Phúc, sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về cách sử dụng hệ thống và quy trình hiệu chuẩn thiết bị này tại Tamaster. Và cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, xin được giới thiệu anh Lộc đến từ phòng kỹ thuật Tamaster. Chào Phúc, chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến với mọi người hệ thống và quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo độ rọi. Trên tay tôi là thiết bị đo độ rọi. Để sử dụng thiết bị này, bước đầu tiên là zero thiết bị bằng cách đậy nắp và điều chỉnh về điểm không. Sau đó đặt cảm biến ở vị trí cần đo, ghi nhận dữ liệu đo. Hệ thống hiệu chuẩn bao gồm: thứ nhất, nguồn sáng chuẩn 2856 độ K. Thứ hai, cảm biến độ rọi tham chiếu. Thứ ba, buồng tối được sơn đen, không phản xạ ánh sáng. Thứ tư, tấm chắn định hướng tia sáng đến cảm biến. Thứ năm, hệ thống dây trượt điều chỉnh khoảng cách. Hệ thống này có ưu điểm là: thứ nhất, khoảng cách từ nguồn sáng đến thiết bị đo điều chỉnh lên đến 4m, do đó hạn chế tối đa sai số cơ học phát sinh do độ không đồng đều vị trí giữa cảm biến tham chiếu, cảm biến cần kiểm đối với nguồn sáng. Thứ hai, bộ gá thiết bị đo giúp điều chỉnh dễ dàng để lấy được vị trí phù hợp. Thứ ba, thiết kế dạng phòng đảm bảo không gian cho người vận hành thực hiện các thao tác điều chỉnh cảm biến. Thứ tư, tấm chắn sáng giúp cảm biến hướng ánh sáng theo một phương xác định, không bị ảnh hưởng cộng dồn do các góc phản xạ khác. Quy trình hiệu chuẩn gồm các bước sau. Bước 1, đặt cảm biến của máy cần kiểm và cảm biến tham chiếu lên giá đỡ, sao cho phương của tia sáng từ nguồn sáng vuông góc với cảm biến. Bước 2, khởi động bộ tạo nguồn sáng, thiết bị đo và thiết bị kiểm để làm nóng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bước 3, tắt hết các nguồn phát sáng khác, chỉ duy nhất một nguồn sáng trong phòng tối khi thực hiện hiệu chuẩn. Bước 4, đậy nắp, che tối hoàn toàn cảm biến để kiểm tra và điều chỉnh về không. Bước 5, mở nắp, di chuyển giá đỡ để đo trên cảm biến tham chiếu, ví dụ ở mức 100 lux. Bước 6, di chuyển trục của giá đỡ để chuyển qua đo với thiết bị cần kiểm, ghi nhận giá trị và so sánh giá trị. Bước 7, tiến hành tương tự ở các điểm khác như 200 lux, 500, 1000, 2000, 5000 hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Như vậy, qua video kỳ này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thiết bị đo độ rọi
hệ thống và quy trình tiêu chuẩn thiết bị này tại Techmaster. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi. Khi tới, Techmaster sẽ tiếp tục giới thiệu về quy trình tiêu chuẩn tủ an toàn sinh học. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.